Này có con Vision phiên bản cá tính nè anh em. Này mới về con phiên bản cá tính à, thể thao chứ. Keyboard nha mấy anh em nha. Đó, phiên bản thể thao nha anh em. Xe đi 2023. Xe mới đi 114 cây số nha mấy anh em nha. 114 cây số. Dạ đúng rồi, 114 đúng 114 cây số. Quen pha nè. Quen pha nè anh em, để mình coi cái năm sản xuất cho anh đọc cho kỹ anh em. 221 nha mấy anh em nha. Con 221 nha anh em nha. Xe này anh em dành cho anh em đi làm có 14.500.000 con này cho mấy anh em nha. Xe này ok lắm, không té không ngã không vít chày nha anh em, không mẻ gì, nói chung là uy tín mà. Đó, mình nói sao làm vậy anh em, nếu mà mình nói sai sự thật anh em đến cứ chửi mình, cứ đăng chửi mình thôi mấy, mình không nói mình sai, mình dụ khách ở khách hàng đến này nọ không có, xe sao là nói vậy. Đi nhưng mà anh em mà thấy có coi kênh YouTube của xe máy giá rẻ anh em thấy không, đỏ đen là mình rất nhiều, mình hơn cái chục con xe, anh em tha hồ anh em lựa, màu trắng đỏ cũng vậy, một năm mơ trắng đỏ thì rất là nhiều, cứ một màu xe là mình rất là nhiều nha anh em nha. Đó, anh em cứ kết bạn Zalo mình sẽ tư vấn, mình sẽ gửi mẫu gửi hình cho anh em coi nha. Xe mình là bao chắc bảo hành 2 năm uy tín đàng hoàng, xe là không đâm đụng không té ngã. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe siêu lướt bên cửa hàng xe máy Anh Dương. Thì một số dòng xe mới về, lại cập nhật lại một số dòng á. Anh em mua dòng nào thì chịu khó mình liên hệ. Thì Đông Anh giới thiệu mình hôm nay thì có anh Dương hỗ trợ giới thiệu mình anh Dương. Chào anh em, chào bà con cô bác nha, chào các chú lớn tuổi nha, chào các chiến hữu nha, chào các anh. Dạ, em là Dương cửa hàng xe máy Trùng Dương nằm Bình Dương nha anh em nha. Xét bên chân chợ Lái Hiêu hoặc ngã tư cộng bố nha anh em, mới đi mới tính mấy điểm hai điểm đó, ngã tư cộng 4 hoặc chợ Lê Hiêu hoặc cầu Phú Long, alo cho mình ra gứa anh em nha. Còn bên đây là mình chuyên về xe cũ, xe cũ mà xe đã qua sử dụng anh em, nhưng mà xe 90-95% y con xe mới, mình chuyên nhập hàng là các tỉnh anh em, là xe ken, xe cọp, xe lướt, xe bao không đâm đụng, bao không té ngã, bảo hành anh em 2 năm nha, mà bao qua tên. Giá mình đọc bên đây là bao qua tên trọn gói. Thì anh em mua xe thì cứ ra tên cho nó thoải mái. Mỗi anh em không làm Sài Gòn, không làm Bình Dương nữa, anh em về về quê nữa nó ok hơn nha anh em nha. Về quê anh em cũng dễ bán này, cũng dễ dễ ra tên này nọ, anh em muốn bán cho người bác người chú gì á, cứ anh em ra xã công ra phòng chứng công chứng là ok. Bởi vì mình bán vậy thôi mới công phức tạp, mốt anh em đi anh em mốt bán chỗ kia rồi chỗ nọ rồi người ta đi giật đồ hay người ta đi trộm cắp hay gây án nha, rồi liên quan tới anh em mà liên quan tới mình á. Mình bên đây là bán ra xe ra tên chọn gói từ A đến Z nha anh em nha. Đó, bên mình có trao đổi xe cũ, xe quay ghim Trung Quốc, xe gì nói chung xe gì mình cũng trao đổi các dòng xe nha anh em nha. Mua trả góp bên mình có mua trả góp chiếc thằng căn cước đúng 20 tuổi, bên mình không có bao nợ xấu nha anh em nha, nợ xấu là bỏ tay nha, đúng 20 tuổi đừng nợ xấu nha. Anh em mà mấy số chứng minh mà anh em có nợ xấu rồi anh em về lên căn cước, nhiều lúc anh em nghĩ lên căn cước là xấu nợ không có, nó vẫn hiện cho hay không hết toàn quốc nha anh em nha, từ ngân hàng nhà nước cứ lên giờ là toàn bộ ngân hàng nhà nước không anh em. Ok dạ rồi. Bữa thì có một con Vin X V3 nhé, màu vàng đồng, mâm vàng đồng thì bán rồi. Con này nó về thêm một con nè anh em, con này cũng mẫu 2023 này. Màu này bây giờ anh em ra ngoài kia mua rất là mắc luôn, ra tiền nó không phải hàng ngoài 4X luôn anh em. Thì con này mới đi về có 1.000 coi thôi. Dạ. Hôm bữa thì con kia bán về ông anh ở Nhật Kiều, ông ở bên ở dưới Vĩnh Long, anh lên ủng hộ Vĩnh Long lên ủng hộ. Con kia biển số 83 nha anh em. Con này biển số 69. 69 L. Nha anh em nha, biển số cũng dễ thương lắm nha anh em nha. Đầy đủ phụ kiện hết cho anh em nha. Đầy đủ phụ kiện nha anh em nha. Hai khóa đầy đủ nha anh em nha. Xe một anh em để ý á, mẫu 2023 thì mâm vàng đồng và cái mặt nạ này màu trắng nhiều hơn. Con này bọc keo nguyên xe. 1.000 cây nha anh em nha. Xe đúng 1.000 cây cho anh em nha. Con này giá sao anh? Dạ con này 32 triệu anh em. 32 triệu bằng như con kia thôi. Dạ đúng anh. Ok. Dạ. Đây, phía sau cũng là một mẫu ẹt 155 siêu hot luôn nè. Dạ, siêu hot, siêu cơ, siêu lướt luôn nha anh em. Siêu cọp mà mẫu 23 nha anh em nha. Mâm đồng, tem đồng nha anh em nha. Mình nói con này mình đang có một hai lần nha anh em, thấy con này đẹp quá. Dạ đúng anh. Anh em hỏi con này nhiều lắm. Dạ con này thì xe lướt 23 luôn. 3.000 cây, uy tín 3.000 cây không tua hồ nha. Tua tặng xe, bên mình bán xe là không tua hồ nha anh em. Một đổi một không tua hồ. Máy riêng 100% nha mấy anh em nha, uy tín nha, mình hứa luôn là uy tín đàng hoàng, một đổi một. Tại mua bán mình có giấy viết giấy đàng hoàng, có đóng mộc đàng hoàng, mình là hộ kinh doanh mình có đóng mộc vuông đàng hoàng cho anh em yên tâm. Dạ, mình dân địa phương người Bình Dương, sinh ra mẹ cha mẹ đã ở Lái Hiêu, anh em cứ yên tâm. Còn địa chỉ Zalo mình
anh em muốn cần con nào mình sẽ chụp hình chi tiết từ con, từ con mình sẽ gửi qua Zalo cho các anh em coi nha. Con này giá sao? Dạ con này 38 triệu bao sơ anh em. 38 triệu bao sơ. Dạ đúng rồi, nếu mà để biển thì 36 triệu nha mấy anh em nha. Sonic. Sonic bên đây 44 triệu bao tên con mấy con này nha mấy anh em nha. 22 nha mấy anh em nha. 44, còn con này 42 nha. Mẫu 2GT, màu trắng đỏ, phục đỏ. 42 triệu bao tên, 40 triệu giao sơ. Con này cũng vậy, 42 triệu bao sơ. Bao tên luôn nha. Từ A đến Z là 42 triệu nha anh em nha. Ok. Số nít bên đây cũng vậy, 42 triệu bao tên, từ A đến Z luôn. 22 nha anh em nha. Toàn bộ bên xe mình. Mình anh em có hộ khẩu, chứng minh, giấy khai sinh. Cái xe nó cũng có vậy, có nguồn gốc đàng hoàng, ruột, trong ruột, trong gốc, trong dàn áo, trong vỏ, phụt đồ đều có đáp có năm sản xuất nha anh em nha. Đó. Còn hai con này tại đó 22 mà đăng ký 23 nha anh em nha. Thì hai con này mình bán giá là 47 triệu bao tên, 45 triệu là bao hồ sơ cho mấy anh em. Con này 1000 coi. 1000 cây có hai. Bao nhiêu con Sonic đầu tiệm với ở trong nhà mình lại có chỉ còn hai con này là cập nhất nha mấy anh em nha. Thì mình nó có cái này vậy. Okay. Còn mấy con kia 2-3000 cây. Rồi, xe kia. Còn cái dòng xe kia là 39 triệu nha anh em nha. Còn xe nhập hết nha. Xe này xe nhập nha, số máy là ID nha mấy anh em nha. Nhớ ID nha anh em nha. Đó có con xe chi Việt này mấy anh em. Xe chi Việt nè, 38 triệu nha anh em nha. Hồ sơ nha anh em nha. Đó. Còn con này là Raider. Raider nha anh em nha. Biển số 66 35 triệu nha mấy anh em nha. Còn con xe kia. Đó cứ xe kia để đỏ nó trung bình mình nhiều lắm, cứ 39 triệu con nha anh em nha. Ok. Dạ, yes. Đó, còn Raider thì cứ 36 triệu nha anh em nha. Gator 36 triệu, cảm ơn anh em nha. Gator đủ mấy cái mộng các nhiều. Tại nay mình cứ bỏ hai con xe con ẹt với con Win X chỗ này cho nó nhiều nhiều xe cho nó lạ lạ mắt anh em nha. Đó, xe thì bao nhiêu, mình các dòng xe gì cũng có, xe đi làm xe gì cũng có nha anh em nha. Rồi, mở kinh. Dạ, mở kinh. Mở kinh là con này con biển số 78 nha mấy anh em. Biển số 78. Con này cũng nhiều anh em hỏi lắm. Mà anh em kêu ship sao á, ship đường Bắc thì sao á. Mà anh em không kịp chuyển tiền. Mình không... Đúng rồi. Chị. Dạ. Anh em nào mà muốn mua, mình muốn ship thì anh em cứ chuyển tiền dạ. Cho anh ship cho, trả gì đâu, tại cửa hàng các bạn biết là mình làm dạ. Của anh cũng khá lâu rồi, 4-5 dạ. Năm mà. Dạ, coi coi miền Tây thì ok. Anh em đã xem biết nhiều rồi ha. Rồi. 400 cây nha mấy anh em, 400 cây nha anh em nha. Con ẹt này 222, mắc kinh 222, xanh không dứt chạy, 400 cây, bao không tuôn hồ nha anh em nha. Đó, bao không tuôn hồ anh em thấy không? Lóc chân cẳng, cổ bô rồi, trắng tinh. Giờ đạp đàng hoàng 22 nha mấy anh em nha. Rồi, con ẹt này cũng giữ nữa nè. Con ẹt này 23 nha mấy anh em nha. Màu sẫm bạc, đen, cam. Mẫu 23 mấy anh em. Xe là bao nước, bao phê cho mấy anh em luôn nha. Đó, hàng 3X nha. Mấy hàng là hàng 3X cho mấy anh em nha. Đó, 3X. Đó, mấy ẹt bên đây thì trắng đỏ, nói chung bao nhiêu. Trắng đỏ thì giá bên mình từ 28 tới 34 triệu anh em có trắng đỏ nha. Anh em kết con nào mình có giá mình cỡ 15-20 con trắng đỏ. Anh em hết liên hệ với mình. Con trắng đỏ này chạy 560 cây nha mấy anh em nha. Đúng rồi đồ, biển số 63. Đó, 560 cây thôi. Đó, trắng đỏ. Còn cái phiên bản này phiên bản Mắc kinh phiên bản 65 gin 100% xe không té ngã, không đâm đụng, không vết chạy nha anh em nha. Không một lỗi nhỏ, nói chung là vậy. Mình bán okay. Xe là không một lỗi nhỏ, một lỗi đền một lỗi. Cái con màu xám xi măng anh em là có ông anh Đắk Lắk ủng hộ rồi nha. Đó, anh chuyện cọc nguồn đó rồi. Đó, mình có cái con màu xám á mọi người, anh đã đứt đòn rồi mọi mình dạ. Nhớ rồi, tại anh hay comment báo gì nhắn tin không trả lời vậy dạ. Nhưng mà tại nói chung là hiểu nhầm với nhau hết anh em dạ, mình xài nó ba nick Zalo rồi dạ okay. Thì anh cũng chấp nhận anh mua con đó rồi nha anh em nha. Còn hai con này bây giờ là hai con này anh em con này là bảo hỏi mình có nói là 28 triệu mình để một số nha anh em nha. Con này cũng vậy cho anh em nha, cũng này vậy cho anh em luôn. Con này là nếu mà ra tên chọn gói từ A đến Z mắc kinh anh em, mắc kinh 220, hai con này là 20 hết nha mấy anh em nha. Là 32 triệu là ra tên chọn gói từ A đến Z. Từ A đến Z 32 triệu bớt 200 tiền xăng. Bỏ hành 2 năm nha anh em nha. Đó, mấy con này 34 triệu anh em ơi. 34 triệu cho một con cho anh em nha. Đó. Anh em bao nhiêu? Anh em muốn lượng nào lượng nha. Đó, ẹt cũng đây nữa nè. Kinh nữa nè, cũng phải. Ẹt 21 nè. Đó, 34 triệu nữa nè. 34 Việt Nam đồng nè anh em nha. Lô này là 34 hết nè anh em. Dạ, cái lượng là đồng giá. Đồng giá nha anh em, toàn bộ là 21-22 nha anh em nha. Tại ẹt này anh em nhiều lúc anh em coi cái đầu đèn này 2018 nó có xe rồi, 2018 nó có đầu đèn này rồi nha anh em nha, 28/10 là nó có đầu đèn này rồi. Thì bên mình bán xe đúng gót đàng hoàng, có gốc đàng hoàng tem xanh hết nha anh em nha. 21-22 anh em mua cái nồi cơm điện hay mua tủ lạnh anh em biết rồi đó, tem xanh là 21-22 mà ừ. Trong dàn áo nó cũng 21 luôn nha anh em nha. Đó, đó phụt vỏ đồ 21 với hết nha anh em. Dạ. GTR. Còn đây là cái dòng GTG anh em coi, con xe này y như là hàng V1 nhưng mà thật ra nó là RGG, hàng xe nhập nha mấy anh em nha, hàng Indo xe nhập nguyên con vậy nha.
toàn bộ con đỏ, hai con đỏ là chùm keo nguyên con, không vết chày, không bao không lỗi nha anh em nha, bao không tua hồ, tua tặng xe anh em. Mình nói là anh em ghi anh cái hút cái déo là anh em lại mình chạy đó không ấy. 22 nha anh em nha, con bán 37 triệu. Con này là biển số 68 nha mấy anh em nha, xe chính chủ đàng hoàng. Đó, 37 triệu. Có con này nè, coi này hồ sơ cầm tay biển số 63 nè mấy anh em, hồ sơ cầm tay cũng như con hộ kinh doanh của mình luôn, xuất hóa đơn cho mấy anh em. Là con mình bán 40 triệu bao xuất hóa đơn cho mấy anh em nha. Đó. Không một lỗi nhỏ, xe chạy 1000 cây số, uy tín nha anh em nha. Đó, màu 22 luôn anh em. Đăng ký 23 nha. Đó. Xe này như tháng 4 22 á nha anh em nha. Đó, chủ mua màu đỏ. Còn màu đỏ là cũng 37 triệu luôn anh em. Biển số 67K nha mấy anh em nha. Đó. Đó, cứ ad anh em thấy nhiều, cứ 34 triệu con anh em muốn lựa con nào được, đồng giá nha mấy anh em nha. Cứ đồng giá nha, 150 cứ đồng giá anh em muốn lựa con nào lựa nha. Đó. Còn đây các dòng Winner X V V3, hàng xe mới trúng thưởng 100% nha mấy anh em nha. Đó, hàng chưa lăn bánh nha anh em nha. Toàn bộ cứ anh em mua đồng giá cứ 31 triệu một con. 31 triệu một con. Bao sức có đơn cho anh em uy tín, không cao giá, không lên giá gì nữa, cứ 31 triệu một con nha mấy anh em nha. Cứ bữa giờ cũng nhiều anh em mình xả, cũng nhiều anh em ủng hộ mình. Đó, cứ 31 triệu một con, rất là nhiều nha mấy anh em nha. Đó, còn ẹt này. Phiên bản đặc biệt của dòng ẹt 155 phá smart cây, phá đen nha mấy anh em nha. Phiên bản đặc biệt 37 triệu. Hồ sơ cầm tay có sẵn. Đó, 3 bữa là có biển số nha mấy anh em nha. Hồ sơ cầm tay có sẵn. Còn con này là biển số Bình Dương mình, 35 triệu bao hồ sơ nha mấy anh em nha. Rồi. 222 nha mấy anh em nha. Hai con mấy con ẹt 105 này tổng bộ là 22 nha. Con này cũng 35 triệu. Phá smart cây biển gốc biển số 69 nha mấy anh em nha. Ừ. Gốc biển số 69 cho mấy anh em. Đó, xe đẹp lên can xà beng. Ok. Dạ. Mở kinh. Mở kinh. Mở kinh thì cứ minh mình là mở kinh là một con đỏ candy nè mấy anh em. Màu đỏ candy, hồ sơ cầm tay có sẵn nha mấy anh em nha. Xe chạy 2000 cây nha mấy anh em nha. Đó, mà xe là đăng ký 21 nha. Xe là chưa nhích sơn nha mấy anh em nha. Đặc biệt bên xe mình là mấy dàn xe lên tới lầu là chưa nhích sơn, chưa tăng sơn, chưa tăng đơ, chưa cái gì hết cho mấy anh em nha. Xe là ok, chưa rút cốt nha. Cốt trước rút sau là chưa rút anh em coi nè. Đó, xe nào xe nói thẳng băng à. Đầy đủ phụ kiện. Đó, chùm keo cũng có mà nhưng mà không có dính chày anh em cứ yên tâm. Xe mình không có bùa phép, không có làm gì đó. Đó, xe sao để vậy. Nói chung là không có sưng dầu, không có rửa quá chắc nha. Lốc vỏ sao để vậy anh em cứ yên tâm. Cứ anh bóc mình sẽ chụp hình chi tiết cho anh em coi nha. Okay. Yên tâm nha anh em nha. Hàng 3 ít là có xe cho anh em. Đó. Rồi, Quadio đi. Quadio. Quadio thì có một con trong đây thì nó đi hơi nhiều nha anh em, mà có 220 thôi nha mấy em. Chùm keo nguyên con, chùm keo nguyên con. Chùm keo nguyên con không dính chày nha anh em nha. Xe đi 15.000 cây nha anh em nha. Giá có 28 triệu rồi nha anh em nha. Để con số chạy nha anh em nha. 28 triệu. Con này là muốn bao sơ thì 30 nha anh em nha. Đó. Còn quay qua dòng quay vô mẫu cũ nha anh em nha. Cái mẫu này là mẫu cũ chìa khóa chứ không phải mắt cây nha anh em nha. Đó. Mẫu cũ nhưng mà mẫu chạy rất là ok nha anh em nha. Đó. Giá bán 36 triệu đồng giá hết anh em nha. Đồng giá uy tín hết nha anh em nha. 36 triệu một em. Đó. Còn ẹt này ẹt. Ẹt màu tím, tím bạc, tím trắng anh em nha. 155. Xe chìa khóa nha anh em nha. Nhớ là xe phá cơ nha anh em. 4.000 cây anh em ơi. Đó. Xe mình bán cái giá là 34 triệu nha anh em nha. 34 triệu, hồ sơ cầm tay có sẵn. Còn con ẹt này anh em cũng màu tím bạc, con này 30 triệu, để biển số chạy 32 triệu là bao hồ sơ cho mấy em nha. Đó. Dạ. Chắn đỏ là có ông anh với ông chú ông người hỏi á, con hàng này 3X cho mấy em nha. Đó, cái chắn đỏ mình nãy mình nói là 28 tới 34 triệu rồi có xe cho anh em, bao nhiêu cho mấy em nha. Đó. Xe là 1000 cây uy tín, 222 nha mấy em nha, 222 luôn. Đó. Còn đây là con Quadio. Phải đưa 150, hai chìa khóa, hai kiến đầy đủ, không té không ngã, máy zin 100%. Giá mình bán 42 triệu mình bao hồ sơ cho mấy anh em. 42 triệu. Dạ đúng rồi. Mình có hai con màu vàng nha anh em nha. Winner V3 thì 30 triệu, 30 triệu nha anh em. Đã qua sử dụng nè. Dạ. 30 triệu để biển. Dạ đúng rồi, 30 triệu một con. Đó, 30 triệu một con nha mấy anh em nha. Xe bao đẹp. Xe đàng hoàng nha, mẫu nó 22 á. Không té không ngã, không một vết chày nha anh em. Không mẻ gì hết, nói chung là uy tín thôi. Đó. Mình nói sao làm vậy anh em, nếu mà mình nói sai sự thật anh em đến cứ chửi mình, cứ đăng chửi mình thôi mấy. Mình không nói mình sai, mình dụ khách ở khách hàng đến này nọ không có. Xe sao là nói vậy. Đi ngoài này anh em mà thấy có coi kênh YouTube của xe máy giá rẻ anh em thấy không? Đỏ đen là mình rất là nhiều, mình hơn cái chục con xe. Anh em tha hồ anh em lựa. Màu trắng đỏ cũng vậy, ẹt 150 trắng đỏ rất là nhiều. Cứ một màu xe là mình rất là nhiều nha anh em nha. Đó, anh em cứ kết bạn Zalo mình sẽ tư vấn, mình sẽ gửi mẫu gửi hình cho anh em coi. Đó, còn anh em muốn mua góp ngân hàng chỉ đưa trước 3 triệu 4 triệu là nhận xe nha. Chỉ em là 1933 khu phố Hòa Long, phường Lê Hiêu, tỉnh Bình Dương. Đó, gần sát bên chân chợ Lê Hiêu hoặc ngã tư cộng 4
Còn ba nữa là chân cầu Phú Long nha anh em, là hướng Hóc Môn, Củ Chi đồ đi ngay ngõ tư ra qua cầu Phú Long, alo mình ra mình rước anh em nha. Đó, mà mình còn anh em ở đường xa tới thì mình hỗ trợ tiền xăng hết, mình bớt tiền xăng cho anh em cứ yên tâm nha. Xe mình là bao chắc, bảo hành 2 năm, uy tín đàng hoàng. Xe là không đâm đụng, không cái ngã. Máy xin 100%, bên mình bảo hành thì cái bình, cái cặp vỏ với lại cái nồi là mình không qua hành, ba thứ đó bảo hành. Còn mấy dòng từ trong ra ngoài là bảo hành cho anh em là đúng 2 năm. Nha anh em nha, uy tín, anh em có hư trục chặt đem cho mình. Còn xe không nổ, hai vấn đề khác thì anh em có muốn ba gác trở lại mình sẽ sửa, mình sẽ trả tiền ba gác cho anh em. Đó. Còn anh em nào mà trong mùa mưa này anh em nào có đi ngập nước á, nửa con xe anh em nhớ về khai nhớt giúp mình nha. Vấn đề là nước vô máy là sẽ hư, mình không chịu hoàn toàn. Tại nước vô máy nó sẽ hư dên, hư bít tông. Đó. Còn một vấn đề khác nữa là mình lợi mình tháo máy ra mình biết nha. Anh em nhớ vấn đề đó giùm nha, đi nước vô anh em. Anh em nhớ coi xử lý giùm cái đó giùm nha. Khai nhớt có nhiêu đâu. Dạ. Xe này 155 nè anh em. 155 phiên bản 22 cho mấy anh em nha. Xe màu này đen bạc. đen bạc đỏ nha anh em nha. Xe là không đâm đụng, không té ngã gì hết cho mấy anh em. Đó, giá là 37 triệu bao hồ sơ cho mấy anh em nha. 37 triệu bao hồ sơ. Đó, xanh ruby. Xanh ruby 37 triệu luôn anh em nha. 37 triệu. Đó, xe đẹp lan can sờ bang cho anh em. Máy phiên bản này phiên bản cao không nha anh em nha. 22 không à. Đó, 37 triệu hồ sơ cầm tay có sẵn nha anh em nha. Winner V3 này, xe mới này, màu bạc. Winner V3 xe mới màu bạc cho anh em. Mấy xe bên đây hiện giờ mình bán giá là 35 triệu 500 ngàn một con cho anh em nha. Đó, bảo sức có đơn cho anh em luôn. Bảo sức có đơn. Bảo sức có đơn. Nếu mà bạn bình thường 31 triệu anh. Đó. Xe mới nha, nhắc dạ. Lại là xe mới anh em nào mua vẫn rẻ. Dạ. Anh em thấy được thì tao ủng hộ. Bảo sức có đơn xe mới chia xuống cận 100% nha anh em, chưa lăn bánh nha anh em yên tâm nha. Đó, bảo hành hãng hết toàn bộ cho anh em nha. Anh em khỏi bằng tâm lo như vậy nha. Ok. Đó. Dạ. Rider. Còn ở đây con Rider anh em. Rider 214 xe liền lạc, thẳng băng xe, xe đẹp lan can xà bang nha anh em nha. Đó, xe là đuôi đi đúng km là bao không tôi ủng hộ anh em nha. Mình không chơi hàng Rider thôi, mình chơi Rider sân cơ phải chơi hàng chứ khủng. 7000 cây nha anh em nha. Bao không, bao máy zin, không đâm đụng, không tai nạn. Đó, xe y như còn sổ còn đầy đủ hết cho anh, hai khóa đâu đầy đủ cho anh em. Okay. Giá 23 triệu. Con này có con Vision phiên bản cá tính nè anh em. Dạ, mai mới về con phiên bản cá tính à, thể thao chứ. À. Sport nha anh em nha. Đó, phiên bản thể thao nha anh em. Xe 2023. Xe mới đi 114 cây số nha anh em nha. 114 cây số. Dạ đúng rồi, 114 đúng 114 cây số. Mình nghĩ là con này nếu mà anh em mình quay dạ. Chắc tầm vài lần khi mình đang hết cơ dạ. Mất cái kênh thì mình nghĩ là có CD. Dạ, bán số thành phố Cần Thơ luôn nha anh em nha. 61C. Dạ, hay luôn, ngay chủ đàng hoàng. Đó. Xe 32 triệu nha anh em nha, bao hồ sơ cho anh em nha. 32 triệu bao hồ sơ nha anh em, 114 dạ. Coi nha. Dạ, 100. Con này cái xe chắc xe của nó anh em nhìn ha. Dạ. Hàng không tuôn hồn nha anh em, không chơi thôi chứ mà dạ. Chơi gặp máy con này mua ok nha. Dạ, 114 cây số nha anh em nha. 32 triệu để biển. Dạ đúng rồi. Không, 32 triệu bao sơ anh, 30 triệu để biển anh Việt. À, 32 triệu bao sơ luôn anh em. Dạ, giá quá mềm rồi. Dạ. Muốn rút hồ sơ sang tên về đâu được à? Tính ra con này giờ anh em ra ngoài kia bao tiền rồi nó quay ra vào 40. Dạ. Thì mua vẫn tiết kiệm tại vì nó có 110 mới coi thôi. 114 cây số nha anh em nha. Dạ. Y như một con xe mới như anh em nha. Ok. Dạ. Rồi, Winner V1. Winner V1, con này thì con xe này độ nha mấy anh em nha. Xe độ của người ta độ đĩa nè. Đó, vì mình con không có dành đồ chơi. Cốt rồi đĩa rồi vỏ đồ nó vỏ xịn, nó vỏ hơn cặp này chịu mấy 2 triệu nha. Mâm ba đao. Nha, bô heo Rambo. IC. Nói chung là xe này nó chơi được chơi. Anh em nào chơi đi phượt không mua con này. Dạ, con này thì anh em chơi được chơi ok. Anh mua về cái đi chơi Đà Lạt luôn, mùa hè luôn nha anh em nha. Giá có 26 triệu con này nha, biển số 67 xe ngay chủ nè. Con làm đẹp không? Đó đã anh em à, dành cho anh em đi phượt. Máy du nha anh em nha. Chủ này cũng phải vô đồ cũng dữ nha. Con này đi mua xăng lửa. Dạ. Rồi, Winner V1. Winner V1 con này nó 26 nha anh em nha. Nhưng mà lái thì người ta giao cho mình. Người ta đã hai dàn áo, hai đồ là nó xi ốc mới nha anh em nha. Đồng hồ người ta chắc tu rồi. Xe này 6.000 cây không có không có chắc đúng chắc xe nha anh em nha. Đó, xe này có 22 triệu thôi nha anh em nha. 22 triệu. Dạ. Rồi, con này xanh trắng. Dạ, con xanh trắng này 29 nha anh em nha. Còn con này 28, biển số 62B2 87279 nha anh em nha. 87279. Đó, với một bữa hôm trước cái con ngay chỗ này mâm vàng đồng bán rồi. Dạ đúng rồi. Thế vào dạ. Con này á. Anh ở Đồng Tháp, anh lên nó mua ủng hộ rồi. Con này 22 triệu nha mấy anh em nha. Rồi Rider. Rider anh em. Rider này 36 triệu bao tên cho mấy anh em nha. 36 triệu bao tên. 221, 22 nha anh em nha. Xe bật ủng hộ anh em hết. Xe mất 2.000 cây thôi anh em nha. Bao phê. Xanh trắng. Xanh trắng 33 triệu mấy anh em nha. Sa chia.
size chia nhập nha anh em nha, số máy ID nha anh em nha, còn một cặp size chia Việt Nam anh em. Đó, xe 21 nha anh em nha. 37 triệu bao tên, 35 triệu bao sơ. Nha anh em nha. Xe là bao phơi bao đẹp. Còn bên Sonic bên mình là bao nhiêu, nói chung là rất là nhiều cho dòng cho anh em kêu. Mình là chuyên chơi hai chữ tây trắng đỏ không? Hoặc màu độ màu vàng nha anh em nha. Chỉ trừ hai cái đó thôi. Chứ màu đỏ đen không có. Ở trắng đỏ là màu xe nhất mà trong cái dòng Sonic mà anh em. Đó, xe nó màu đẹp anh em, lên đồ đi đám cưới màu trắng màu quần đen áo trắng là rất hợp màu, vô màu cho anh em. Cứ 42 triệu một con nha anh em nha. Bao tên trừ A đến Z anh em muốn lựa nào lựa, đồng giá ABC hết cho anh em nha. Mở kinh. Mở kinh. Đó, con này thì 35 triệu nha anh em nha. Xe chạy mấy ngàn cây thôi. Đó, mở kinh trắng đỏ. Rồi mở kinh cam đen. Dạ. Mở kinh cam đen con này 32 triệu nha anh em nha. Hồ sơ cầm tay có sẵn cho 32 triệu nha anh em nha. Còn đời cao nha anh em. Dạ, 21 nha anh em nha. Chùm keo nguyên con nha anh em nha. Chùm keo nguyên con. Con ad 150 màu xám cam. Màu xám cam con. Bạn hồ cho anh em coi. Xe chạy 2000 cây mấy anh em. 2000 coi. À, bao nha anh em, 2000 cây nha, tem xanh đàng hoàng nha. 34 triệu Việt Nam đồng nha anh em nha. À, 34 triệu Việt Nam đồng cho anh em luôn. Xe bao phê bao kem, bật quạt cho mát anh em đó ha. Rồi, tiếp tục mở kinh nữa nè. Mở kinh cái đó nhiều lắm. À, đỏ đen là bao nhiêu anh em thấy nãy mình anh em cứ coi kinh xe máy giá rẻ anh em thấy không? Trên lầu cũng nhiều mà ngoài tiệm cũng trắng xanh đỏ quá trời. Đó, con là 34 triệu con này nha anh em. 34 triệu. Dạ. Rồi, đen vàng chanh. Dạ, hàng cũng vậy luôn anh em nha. Đó, đồng giá cho anh em. Bao nhiêu? Cho anh em nha. Bán khủng long, bán giới hạn. 34 triệu luôn anh em. À. Ok. Dạ. Ở đây có xa chia. Xa chia này 38 triệu bao tên cho anh em nha. 36 triệu bao hồ sơ. Ok. Đó, con này cũng vậy, 36 Raider. Đó, xe Raider 22 với anh em nha. Đó, con này đặc biệt là 22 cho anh em. 36 triệu bao hồ sơ, 38 triệu bao tên từ AZ. Đó, có tặng ba ga, tặng chống đổ, tặng ốc titan, anh em thích gì mình tặng đó nha. Khuyến mãi không tính tiền, cái anh em biết con xe là 36 triệu là biết 36 triệu thôi. Đó, ba ga là cái thứ mình tặng hết. Khuyến mãi 100%. Em 150. 150 thì đây mình giới thiệu con quầy đầu tiên cho mấy anh em nha. Con này thì thuộc dạng xe nó đã hệ bản số 67F1 cho mấy anh em nha. 67F1 màu xanh đen. Xanh đen xe chạy 16.000 cây nha mấy anh em nha. Xe là nói chung là xe chùm keo nguyên con luôn mấy anh em. Chùm keo luôn á. Xe chùm keo luôn. Giá 23 triệu nha mấy anh em nha, bao sơ 23 nha. Triệu bao sơ. À, 21 triệu để biển số anh em chạy nha. 21 triệu để biển số. Giữ nha anh em. À, 21 triệu để biển số. Chùm keo nguyên con nha mấy anh em nha. À, xe đẹp lắm á. Ok. Đó, à, con này mà đỏ. Đỏ mà đỏ nhám á nè. À, 150 21 34 triệu bao sơ. Đó. À, còn con kế trong là màu đỏ candy. Xe là không đâm đụng, màu đỏ 3D anh em, không đâm đụng, không với té ngã, không dứt trầy. Giá 32 triệu nha mấy anh em nha. Rồi, tiếp tục con bên trong. Con bên trong 34 triệu anh em luôn. Đó, cứ hẹn 150 là cái đồng. Còn là xe đi 1-2 ngàn coi. Dạ đúng rồi anh em. Đó, xe đời cao nha anh em nha. Okay. Đời cao, hồ sơ cầm tay có sẵn 3 ngày anh em có biển số thôi. Rồi, Vinner X. Vinner X V2 24 triệu. Limited. 24 triệu. Xe chạy đúng 6.000 cây không tuần hồ nha anh em nha. Coi. À. Ok. V1 18 triệu 500 ngàn anh em nha. Rồi. Dạ. Rider. Rider sân cơ con này thì nó 215 nha mấy anh em nha. Đó, xe thì xanh bạc, xe ok lắm cho anh em nha. Giá thì 20 triệu nha mấy anh em. 20 triệu. Còn em nào thích mua xe mới á, Vinner X thì giá có chị là à, 27 triệu bao xuất. 27 triệu còn hai con á. Di tiết có hai con. Ok. Con màu đỏ nhám xe mới V3 kia giá nhiêu? Dạ, con xe mới V3 đó con 34 triệu 800 ngàn. 34 triệu 800. Bao xuất qua đơn. Còn anh nếu anh em nào thích những cái bản thường như thế này thì chỉ là 31 triệu á. Dạ đúng rồi, bao xuất qua đơn cho anh em. Rồi, con này có hàng đã qua sử dụng nè. Dạ, con này anh em, nó 26 triệu nha anh em nha. 26 triệu. Dạ đúng rồi, con ẹt. Okay. 5B71 dòng của hàng một kèm. Đó, full dàn áo hết anh em, full mới. Ốc tán. Nói chung là xi nha anh em nha. Đó, còn giá là xé bịch 100%. Giá bán 37 triệu con này cho anh em nha. 37 triệu. Dạ đúng rồi. Rồi, quen pha nè. Quen pha nè anh em, để mình coi cái năm sản xuất cho anh đọc cho kỹ anh em. 221 nha anh em nha. Con 221 nha anh em nha. Xe là anh em dành cho anh em đi làm có 14 triệu 500 ngàn con này cho anh em nha. Xe này ok lắm anh em nha. Quá đẹp okay. Đẹp để cho anh em. Rồi. Dạ. Đó là mình vừa quay ở lầu dưới á. Anh em có thể là tham khảo lô xe lầu trên hoặc là ngồi cửa hàng bấm vào kênh YouTube xe máy Trùng Dương để mình tham khảo á. Dạ. Rồi, cảm ơn chị và bạn đã xem clip á. Cảm ơn anh em, cảm ơn các chú nha. Dạ.